Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, ánh sáng của Phật Dược Sư được ví như trong ngoài sáng suốt, tinh sạch hoàn toàn, không có chút nhơ bẩn, ánh quang minh chói lọi khắp nơi. Vì vậy, chỉ tụng kinh Dược Sư không chỉ giúp tan biến bóng tối vô minh mà còn hướng chúng ta đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Trong kinh Dược Sư có dạy, nếu có người bệnh nào muốn khỏi bệnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì 8 phần trai giới trong 7 ngày 7 đêm, tùy theo sức mình, sắm sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác, cúng dường đến chư tăng ngày đêm 6 thời, lễ bái cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, vân vân, thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạn tử và bị các loài quỷ nhiễu hại. Hiểu được ý nghĩa lợi ích từ lời dạy của Đức Phật, một số Phật tử thuộc câu lạc bộ Cúc Vàng tập tu Lục Hòa, đủ duyên về chùa, đã tùy duyên sắm sửa vật thực, cung kính đặt bát cúng dường cho Tôn Đức Tăng theo truyền thống khất thực của Phật giáo. Và giờ này, Đức Thuận xin kính mời quý Phật tử và các bạn cùng hướng tâm theo dõi buổi lễ. Cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa, mắt xanh nhìn trần thế hỏi đường mây trắng qua, cạo bò râu xuống tóc khoác cà sa hoại sắc, sống che ngự thanh cao thân khẩu ý an tịnh. Tham luyến thức ăn nghĩa hợp thụ các hữu tình, không phân biệt hèn sang khát thức chư thắm đắm, ngã mạn cùng si mê từ bi hăng bình đẳng, chúng sinh khắp muôn loài. Một bát cơm ngàn nhà đơn thân vạn dặm xa, khất thực bình bát phước, lợi ích khắp nhân thiên, xuất gia cầu thánh đạo, bình bát phước mọi nhà, phá trừ các tà kiến, thuyết pháp độ chúng sinh. Thank you.
hưởng an lành trong tất cả thời thầy an lành. Nguyện chư thượng sư thương nhiệm thọ, nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời thầy an lành. Nguyện ngôi tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, ngày đêm sau thời thường an lành trong tất cả thời thầy an lành. Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát, Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát Ma Tát. Sa thư, sa thư, sa thư. Kính thưa quý Phật tử và các bạn, chương trình lễ đặt bát cúng dường kết đàn Dược Sư Cầu An đến đây đã kết thúc viên mãn. Đức Thuận mong rằng với sự chân thật cúng dường của các Phật tử cùng nhân dân đến tăng chúng chùa Ba Vàng, những bậc thực hành phạm hạnh cao quý, mọi sở nguyện thiện lành của quý Phật tử đều được thành tựu. Nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn mãi ở thế gian để mọi người đều được an vui, hạnh phúc. Xin tùy hỷ và tán thán các Phật tử, nhân dân đã đại diện tham gia buổi xuất bát ngày hôm nay, cũng như quý vị đã hướng tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, tinh tấn tu tập. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.